Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, năm nay, miền Bắc Trung Quốc thường xuyên xảy ra lũ lụt và động đất. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường. Hiện tại đang là những ngày dành cho chó, nhưng cư dân mạng ở Hà Bắc đã chụp được ảnh những con ngỗng trời đang di chuyển về phía Nam và tuyết rơi ở huyện Tương Hà. Vào ngày thứ Hai vừa qua, cư dân mạng ở thành phố An Quốc, một thành phố trực thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã tải lên một đoạn video cho thấy những con ngỗng hoang dã bay trên bầu trời trong hình dạng con người. Không có nơi sinh sống của ngỗng trong khu vực, nên nhiều khả năng đàn ngỗng di cư về phía Nam đang đi ngang qua. Ngoài ra, vào tối ngày thứ Hai, tại thị trấn An Bình, huyện Tương Hà, Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, một số cư dân mạng cũng chụp được ảnh tuyết rơi dày. Ai đó đã đăng đoạn video lên mạng với giai điệu có vẻ là điều này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Một cư dân mạng Đại Lục nói tháng 7 âm lịch lại có tuyết rơi, thật là bất bình. Một số cư dân mạng phản ứng, đây không phải là sự bất công của một hay hai người. Gần đây, để bảo vệ Bắc Kinh và Hồng An, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá đê xả lũ ở Bảo Định và Lang Phường, Hà Bắc, khiến yêu ma lan tràn khắp nơi. Một số lượng lớn video lan truyền trên Internet cho thấy sau trận lụt, nhiều thi thể được tìm thấy bên vệ đường và trên cánh đồng. Hôm thứ Ba, Gao Ju, một người làm truyền thông độc lập ở Bắc Kinh, đã đăng lại ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của một người bị nghi ngờ có mặt trong hệ thống. Nó đề cập rằng một thanh niên ở thành phố Trắc Châu, Bảo Định đã hét lên rằng các ngôi nhà trong làng bị ngập đến mức không thể nhìn thấy mái nhà và anh ta đã một mình trốn thoát trong cả làng. Các ảnh chụp màn hình cũng bao gồm việc chính quyền sử dụng máy xúc để bí mật đào bờ kè và nhiều người dân không có thời gian để trốn thoát. Vị quan chức này sau đó đã ra lệnh cho quân đội tiếp quản khu vực thảm họa, mục đích thực sự là để ngăn chặn bi kịch của khu vực thảm họa rò rỉ ra ngoài. Trước đó, người dân Trắc Châu đã thông báo qua Twitter rằng chính quyền đã bí mật phá bờ kè vào lúc nửa đêm trong 3 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày Chủ nhật tuần trước, bất kể người dân sống hay chết, khi đội cứu hộ từ nơi khác đến thì không ai tiếp họ. Một phóng viên của Trắc Châu TV đã tiết lộ với các bạn học của mình rằng khi anh ấy tham gia cứu hộ, khi tôi mở cửa, có những xác chết nổi trên mặt nước. Hôm thứ Sáu, một nhân viên cứu hộ đã đến Trắc Châu đã đăng trên Weibo mô tả những gì anh ta nhìn thấy và nghe thấy ở Trắc Châu. Trong đó có đề cập đến việc lũ ở một số làng ngập đến nóc nhà. Có những làng nước ngập sâu, dân không thoát được, lực lượng cứu nạn khó vào được. Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ thông báo trước khiến nhiều nơi ngập lụt. Bây giờ sau lũ, một số người dân vẫn không có nhà ở. Việc chính quyền Hà Bắc tiết lộ một tài liệu đã gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng. Gần đây, thành phố Trắc Châu, huyện Lai Thủy, thành phố Cao Bắc Điếm, thành phố Định Châu và những nơi khác thuộc quyền quản lý của thành phố Bảo Định đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó thành phố Trắc Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thương vong rất lớn. Một tài liệu bồi thường sau thảm họa ở thành phố Bảo Định đã bị lộ, gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng. Theo thông báo, các nạn nhân sẽ chỉ được bồi thường 30 nhân dân tệ mỗi ngày trong thời gian tối đa là 15 ngày. Người nhà của các nạn nhân chỉ được nhận 20.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp trong khi nhà bị sập. Mức bồi thường tối đa cho mỗi hộ gia đình là 40.000 nhân dân tệ. Ruộng đã thu hoạch xong, trợ cấp 9 tệ một mẫu. Tin tức bị phanh phui khiến cư dân mạng xôn xao. Một số cư dân mạng than thở rằng, trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính mạng con người thực sự vô giá trị. Làm sao họ có thể sống với số tiền ít ỏi này? Một số người còn cho rằng thương vong do lũ lụt gây ra quá lớn đến nỗi chính quyền địa phương không thể gánh nổi chi trả. Trắc Châu, lũ hơn nửa tháng vẫn không có nước, không có điện. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước, gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Hà Bắc và thiệt hại nặng nề. Một cư dân mạng ở Trắc Châu tiết lộ lũ lụt đã trôi qua nửa tháng mà nhà anh vẫn hoang tàn, không biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường. Người dân Trắc Châu cho hay, ngày 5 tháng 9 là ngày thứ 15 rồi mà vẫn chưa có nước. Chao ôi, không có nước, không có điện, bao giờ mới có điện? Nạn nhân do thiên tai ở Bá Châu, Hà Bắc, vô gia cư cũng đang chờ giải cứu. Hôm Chủ nhật, tại khu vực thiên tai Tiểu Gia Bảo, thị trấn Dương Phượng, Bá Châu, tỉnh Hà Bắc, một số người tị nạn đã khóc lóc với các quan chức địa phương rằng vẫn còn vài mét nước ngập trong làng. Nhà cửa của họ không thể ở được và họ đã trở thành vô gia cư. Quần áo, chăn màn và những nhu yếu phẩm hàng ngày khác không được mang ra, vì vậy họ đã nhờ chính quyền giúp đỡ. Lũ lụt ở một số khu vực bị thiên tai ở Đông Bắc Trung Quốc vẫn chưa rút. Nạn nhân trông cậy vào sự tự giúp đỡ của chính quyền.
Tại các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, vựa lúa của vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhiều ngôi làng ven sông đã bị chính quyền xả lũ phá hủy. Hiện tại, các con đường và thông tin liên lạc trong khu vực thiên tai bị gián đoạn và các nạn nhân chỉ có thể tự cứu mình. Cô Ren, một người dân ở Mậu Đơn Giang cho biết, nước vẫn đang bị rút dần, ở đây không có ai đến ứng cứu và vùng nông thôn này vẫn đang phải tự mình chống đỡ. Bờ sông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi không thể quay lại, đường xá đã bị cuốn trôi, nhiều ngôi nhà cũng bị cuốn trôi, mọi gia đình đều bị phá hủy do lũ. Hôm 3 tháng 9, một số lượng lớn nạn nhân vẫn là người vô gia cư ở các khu vực bị thiên tai ở Đông Bắc và Bắc Trung Quốc, chính quyền Hà Bắc đã phân phát thuốc trừ sâu làm đồ cứu trợ thiên tai, điều này đã gây ra sự chỉ trích. Cuối ngày hôm đó, Hắc Long Giang lại có mưa lớn. Đối mặt với mùa màng bị lũ nhấn chìm hoàn toàn, các nạn nhân ở Hà Bắc không hiểu tại sao chính quyền lại phân phát thuốc trừ sâu trong hàng cứu trợ. Chính quyền Bảo Định của Trác Châu và Lai Thủy, nơi bị lũ lụt nặng nề nhất, đã ban hành chính sách cứu hộ và bồi thường vào ngày thứ 6 tuần trước. Mỗi người thân của nạn nhân lũ lụt có thể nhận được khoản trợ cấp 20.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, số người chết chính thức ở Hà Bắc chỉ là 29, thấp hơn nhiều so với con số 100.000 người chết mà công chúng ước tính, đồng nghĩa với việc gần như tất cả người thân của các nạn nhân không nhận được một xu trợ cấp nào của chính phủ. Với sự coi thường tính mạng con người như vậy, cư dân mạng không khỏi thở dài, 20.000 chắc mua được một con lừa. Tôi có thể cảm ơn Chúa, ngoài ra chính sách bồi thường của chính quyền còn có. Mức bồi thường tối đa cho mỗi hộ gia đình có nhà bị sập là 40.000 nhân dân tệ và mức bồi thường cho những hộ không bị sập là 5.000 nhân dân tệ. Nhưng số tiền bồi thường của chính quyền chỉ là 1.000 nhân dân tệ, cho mỗi mẫu đất là 9 nhân dân tệ. Đối với nhiều nạn nhân, ưu tiên trước mắt vẫn là dọn dẹp nhà cửa của họ. Ở Lai Thủy, phù sa trong nhà của một số dân làng dày tới nửa mét, nhưng điều này không nghiêm trọng. Cô Hàn, một công nhân nạo vét ở Lai Thủy, Hà Bắc cho biết, so với khu vực nghiêm trọng đằng kia, cái này có vẻ không dày. Nó được làm sạch trong sân và sau đó một chiếc xe nâng được đặt ở ven sông. Thông thường phải mất khoảng 3 hoặc 4 ngày có thể dọn dẹp hết cho một hộ gia đình. Một công dân Trác Châu, Hà Bắc cho hay, mực nước biển ở Trác Châu đã tăng thêm 60cm. Chúa ơi, hãy nhìn đống bùn này, vết nứt lớn này. Nạn nhân ở Vũ Xương, Hắc Long Giang nói, ngôi nhà đó là của cô ấy, còn ngôi nhà này là của tôi. Chứng minh thư, sổ hộ khẩu của tôi, những thứ này đều nằm dưới đống đổ nát. Một người dân ở Vũ Xương, Hắc Long Giang cho hay, có rất nhiều cát chảy ở đây. Bây giờ vẫn còn nước trong ngôi làng này. Nơi đây từng là đất, hãy nhìn xem cát dày như thế nào. Bây giờ đất toàn là cát, năm nay chắc chắn là một thảm họa tuyệt đối. Nó đã được sinh ra như thế này. Năm sau, đất đai sẽ không dễ trồng trọt. Vẫn còn một số lượng lớn nạn nhân vô gia cư ở Hắc Long Giang và Cát Lâm, nhưng các quan chức đã nghiêm ngặt chặn tin tức về các khu vực xảy ra thảm họa, khiến thế giới bên ngoài khó biết được tình hình thực tế. Vào tối ngày thứ Tư vừa qua, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang cảnh báo rằng thị trấn Thiết Lý thuộc quyền quản lý của thành phố Nghi Xuân sẽ có lượng mưa 100mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ra lũ lụt lở đất và lũ trên núi. Thưa quý vị, bản tin thời tiết Trung Quốc từ ngày 5 tháng 9 đưa tin, ở Quảng Tây sẽ có quá trình mưa từ Bắc xuống Nam, phổ biến có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, mưa to cục bộ. Các khu vực nguy hiểm có thể xảy ra như sông Khóa Học. Ngày 4 tháng 9, nhiều nơi ở Quảng Tây có mưa rào và dông, phía Bắc Quảng Tây có mưa lớn, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở Hạ Trì, Lạc Thành, Bảo Đàn, Lâm Trường, Tứ Bảo là 165mm. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo, trong 3 ngày tới, Quảng Tây sẽ bắt đầu chế độ mưa nhiều. Ngày 5 tháng 9, mưa chủ yếu rơi ở phía Bắc Quảng Tây từ ngày đến đêm, ngày mai di chuyển xuống phía Nam. Cụ thể, trong ngày 5 tháng 9, Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Bách Sắc, Hà Châu và các thành phố khác cũng như một số khu vực ở phía Bắc Ngô Châu và Nam Ninh có mưa vừa đến mưa to. Cục bộ có mưa to đến rất to, các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, cục bộ có mưa rào. Vào ban đêm, một số khu vực ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Bách Sắc, Lai Bân, Hà Châu, Ngô Châu và các thành phố khác có mưa vừa. Mưa to cục bộ đến mưa rất to. Các khu vực khác trong huyện nhiều mây, có mưa rào hoặc dông, mưa to cục bộ. Ngày 6 tháng 9, có mưa vừa đến mưa to cục bộ đến mưa rất to ở một số khu vực Trung và Nam Quảng Tây. Các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào hoặc dông, có nơi mưa to cục bộ. Ngày 1, có mưa vừa đến mưa to cục bộ đến mưa to ở một số khu vực phía Nam Quảng Tây, có nơi mưa to rào hoặc dông, mưa to cục bộ ở một số khu vực khác thuộc tỉnh Quảng Tây. Cục khí tượng nhắc nhở, lượng mưa ở Quảng Tây sẽ tăng lên trong 3 ngày kể từ ngày 5 tháng 9. Người dân cần chú ý an toàn giao thông khi ra đường, không mạo hiểm lội nước khi gặp nước ngập trên đường.
địa phương cần đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ra các thiên tai thứ cấp như ngập úng đô thị và nông thôn, lũ cuốn chân núi, sạt lở đất, sạt lở đá. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.